thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm triển lãm tranh ký nét thời gian của nghệ sĩ nhân dân phó giáo sư tiến sĩ họa sĩ ngô mạnh lân đang diễn ra tại trường đại học mỹ thuật việt nam Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ký họa của họa sĩ Ngô Mạnh Lân, sáng tác từ năm 1950 đến nay. Thủ tướng bày tỏ xúc động và ấn tượng về những tác phẩm gắn liền với sự nghiệp kháng chiến cứu quốc của dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những tác phẩm đều mang tính nhân văn sâu sắc, lạc quan và hướng về tương lai của Tổ quốc thể hiện đời sống phong phú của người lính và cuộc sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số thủ tướng nhấn mạnh những tác phẩm của họa sĩ ngô mạnh lân sẽ mãi mãi là tài sản quý giá cho những người yêu nghệ thuật và đáng được học tập nêu gương